Hai, em xin chào chú bác anh em quay lại kênh Định Hàng Bãi của em ha. Thì em xin cảm ơn chú bác anh em đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em ha. Rồi cảm ơn chú bác anh em đã bấm like, bấm đăng ký kênh của em ha. Rồi anh em nào mà mới á, vui lòng bấm đăng ký kênh ha, để cập nhật những video và những sản phẩm mới bên em ha. Thì em xin chân thành cảm ơn chú bác anh em ha. Rồi thì hàng của em đây là hàng cũ đã qua sử dụng, cho nên anh em cố gắng nghe kỹ và xem kỹ cái phần mô tả giùm em ha. Với một phần nữa đó là vẫn như mọi khi thôi, tổng đơn hàng 350k em bao ship COD toàn quốc, dưới 350k thì cộng thêm 20k em bao ship luôn nha. Có nghĩa là những đơn hàng nào mà dưới 350k đó thì em tiếp thêm 10.000, mười mấy ngàn vậy đó. Tại đơn ship lúc này lên giá rồi anh em ơi, bên nào cũng lên hết trơn á, giờ lên ba mấy ngàn đơn không đó, bên nào cũng lên cho anh em, lên diễn đàn anh em thấy rồi đó. Bây giờ chi phí cước vận chuyển cao quá. Thì nói chung thì em cũng vẫn hỗ trợ y như mỗi khi nha. Tổng đơn 350k trở lên em bao ship COD toàn quốc, dưới 350k cộng thêm 20k em bao ship. Và thêm một cái nữa đó, ở đây là hàng của em, hàng cũ đó. Cho nên anh em cố gắng nghe kỹ và xem kỹ cái phần mô tả giùm em ha. Trong lúc em mô tả có những gì thiếu sót thì anh em cứ nhắn em, em sẽ gửi một đoạn video ngắn hoặc là vài tấm hình qua Zalo cho anh em tham khảo thêm ha. Thì số điện thoại của em đó là 0767 365 365, cũng là số Zalo em luôn ha. Đó thì anh em cứ kết bạn ha. Tại hàng cũ á, thì nó sẽ có những cái loại nhất định của nó, cho nên anh em phải cố gắng nghe kỹ và xem kỹ giùm em nha. Đó, để nhầm khi anh cho anh em vui, đôi bên vui vẻ thôi chứ cũng không gì hết trơn anh em ơi. Đó, thì em buôn bán có sao nói vậy à. Rồi thì hôm nay vẫn như mọi khi nha anh em, cũng có ít hàng giới thiệu với anh em ha. Rồi em vào chi tiết nha. Cây đầu tiên, cây này á, thì nó bị lỗi nè. Đó, nó bị cong nè nha anh em, nó bị cong nha. Cái nào lỗi em nói lỗi, cây là cây gumbo lớn nè, hàng này hàng hệ luôn nè, nhưng mà có cái này bị cong uổng quá. Thôi em gán lấy về bán giá rẻ cho anh em dùng luôn ha. Đó, gumbo siêu ly nè. Bữa này chỗ em nó hơi chói quá, lấy nét hơi chậm anh em ơi. Đó, anh em thấy không nè, gumbo siêu ly nè, lưỡi là còn khá đẹp nha. Chung là găng không mẻ luôn á anh em ơi, nhưng mà nằm bãi lâu ngày nó có bị hoen nha. Lúc nằm trong này là nó cong trong này luôn nè. Đó, găng còn đẹp lắm. Thì nói chung là nó lỗi nha, 270k. Để em đo cái lưỡi cho anh em tham khảo nha. Em đo từ đầu lưỡi tới giữa lỗ tâm nha. Cây này nếu mà nó không lỗi là cây này giá là khoảng 750k. Tới lỗ tâm luôn là 38 nha anh em, 38cm. Đó, ngoại hình bên này còn rất là đẹp luôn anh em ơi. Khóa bọng đầy đủ nhưng mà nó bị cong cái cán này nha, lưu ý giùm em nha, cong cán nha. Đó, nhưng mà lưỡi á, thì nằm bãi nó bị bong quen, nhưng mà cái găng còn đẹp nha. Rồi mã 301 270k. 302. Một cây mỏ lết độc lạ của thằng con tôm nè anh em. Đó, 200k. Miệng đẹp ha, không lỗi lầm. Nằm bãi mưa nắng á, nên nó bị bong hoen chút ít. Đó, size UM30. UM30 này thì chắc đo chắc khoảng 20mm quá. Đó, 20mm nè anh em. Đó, thì size 20. Mẫu này mẫu gọn nha, mẫu này anh em điện lạnh rất là thích xài á. Đẹp nha, không gơ lắc nha, miệng là miệng khích khao nha anh em. Quên nó, đem đo kích thước cái miệng cho anh em tham khảo. Đó, anh em miệng đẹp không, khích thì dây khích không. Thì thằng này 30, chắc miệng nó 30 á anh em ơi. Mà thôi để em đo cái đi ha, cho nó. Rồi, 30 anh em ơi, đúng 30 rồi. Ngoại hình thì có bông hoen vài chỗ nha, nhưng mà công năng với chức năng là ok nha. Đó, 302, 200k. 303 là một cây kèm lấy khoe trong nha. Đó, 303 180k một cây kèm lấy khoe trong. Đây anh em coi cái hiệu là anh em khoái liền luôn, 180k, hiệu Honda luôn nè. Đó, anh em lưu ý giùm em nghe, nó lấy khoe trong nha. Đây nè anh em thấy không,
đẹp hoàn hảo, không lỗi lầm nha anh em, xây dài nha. Cái loại này là nó bung sẵn gì nha, chứ không phải là thiếu khóa gì đâu nha anh em. Loại zin nó là vậy á. Xây của nó là xây 21 nha anh em. Lâu lâu mới gặp được cây hiệu này. Đó. Rồi. 303 là 180k, hiệu Honda luôn nè, mới ghê nữa không? Em để đây đi cho nó hấp dẫn chút. Honda luôn. 304 là 260k, một cây kìm tuốt dây điện của lớp tơ. Nhưng mà này anh em lưu ý thì em nghe nó cứ bị mẻ ở đây nè, đó anh em thấy không? Thằng này chắc nó cắt điện sống hay sao á, dấu này dấu nổ nè anh em. Nhưng mà ở trong là còn ok hết nha, nó chỉ bị đây nè anh em lưu ý giùm em nè, đó. Nó bị mẻ chỗ cắt chút xíu thôi, rồi bây giờ em tuốt cho anh em xem, tuốt ngon lắm, tuốt còn rất là bén luôn. Ngọt ngào luôn nha anh em. Đây. Này em cắt cho anh em xem này nha, nè. Cắt rất là bén nha. Nè. Nó. Rồi đem tuốt lại cái nữa cho anh em xem nha. Đây là có tăng đơ chỉnh cử hết nha anh em. Đây nè anh em, nó còn cử luôn nè. Thông số nè, của lớp tơ nè, dòng này lâu lâu mới gặp nha anh em. Nói chung thì nó bị lỗi đây nè. Thằng này mà nó không mẻ lỗ này thì giá nó sẽ cao hơn nhiều nha anh em. Nè. Nó model nó là LS55. Lớp tơ. Không lỗi lầm nha, nó chỉ bị mẻ lỗ đó thôi, còn lại là ok hết. Đây anh em cho em nè. Nè nha. Đó. Kích thước có chưa nè anh em. Nè, độ dày mỏng có luôn nè. Nút tăng chỉnh là ok hết. Rồi. 304 260k. Đây, mẻ chút xíu. Thì có sao em báo vậy nha anh em. 305 200k, rất là dễ thương nha anh em. Đây mở ra, đây. Một cây bấm số. Cây bấm số này đó là nó nhỏ hơn những cái bấm số trước nữa, nhưng mà nó nặng hơn. Nó rất là nặng luôn nha. Anh em cầm nặng tay lắm, nhìn đẹp lắm. Cái hiệu của nó là BSD nè. Anh em nhìn cái model với cái form nó làm là biết hàng xịn anh em ha. Nhìn rất là sắc sảo và thẩm mỹ ha. Cái cây này đó nó hay hơn cái cây kia đó. Là như vậy phải không? Đó, anh em chỉnh về số 0, anh em bấm. Anh em chỉnh về số 0 thôi. Anh em bấm. Là nó sẽ khóa bên đây luôn rồi nè. Nè anh em không? Nè anh em nè, dặn không được nè. Nó tự động phá cái núm chả này nha. Anh em phải đẩy vô. Anh em đẩy vô nè, anh em nó mới trả được nè. Đó. Còn rất là ngon luôn. Đây. Đúng không? Bấm tiếp nè. Đó, rất là chuẩn nha. Rồi bắt đầu anh em xây. Nó chống trường hợp mình bị đụng tay vô rồi nhảy số tầm bậy á. Nè anh em thấy không? Nè nó phá rồi nè. Đó, rất là hay nha. Bấm vô. Dạ, bấm vô luôn. Dạ, dặn tiếp. Đó. Đó. Như vậy. Buông ra là tự phá rồi nè. Buông ra là tự phá rồi nè. Bấm vô. Đó, anh em thấy nó hay không? Nó tự phá rồi nè. Bấm vô đó anh em, bấm vô đó anh em mới xoay số được. Bấm vô mới trả về mông no được ha. Rồi. Đẹp hoàn hảo không lỗi lầm. 305 200k, nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay nè anh em. Đó, anh em hình dung ha. Nhưng mà nó nặng nha. Nặng dày lắm. 304. Của 306, em xin lỗi nha, 306. 306 đó là một cặp dụng cụ thợ hồ của Tashima. Rồi em sẽ mô tả từng cái, tại em thấy này trùng hiệu thôi em đưa vô bộ luôn ha. Cái này là cái lập lòn ha. Tashima nè anh em, mắc in da băng nè. Model của nó đó là 450 500 hít mạnh nha. Cái trái này là trái nhôm. À trái này là trái nhôm á, nhôm hợp kim anh em ơi, nên nó nặng lắm nha, chứ không phải là nhôm kia nha. Đó nè, không hít nè, không hít 500 nè nha. Cái này là đồng thau nè. Này tính ra cái này là nó xài những cái môi trường nước mặn á nè. Đó cái kia mà còn ok luôn. Núm chỉnh này kia ok hết luôn. Nó núm chỉnh nè. Đó anh em thấy không? Đó. Thì cái trái này á là khoảng 300g nè anh em, 300g nè. Đẹp không lỗi lầm nha. Rồi cái thứ hai trong bộ. Cái thứ hai trong bộ này đó là một cái bút mực nha anh em. Bút mực luôn, rất là đẹp luôn. Đây cái mực của nó trong này nè anh em. Cái con chỉ nó đi ngang đây nè ha. Đó.
rồi chúng ta đậy nắp lại. Đậy nắp lại ha. Đây em đậy lại nè ha. Đó, nó phá lại vậy phải không? Rồi bóp mực, bóp đây nè anh em. Bóp mực cho dính dây á, đây. Bóp mực nè ha. Cây kim nè. Dây nó rất là nhỏ nha, nên nhìn thoáng thoáng không thấy nha anh em. Cây kim đây. Đây là một cái này là cái khóa cử gì của nó đây nè, đó, đẩy vô. Ở đây là khóa dây nè nha anh em. Cái này là chỉnh cái lực xoắn, ở lộn cái lực cuốn của dây á, nặng nhẹ ở đây nè ha. Đó. Rồi đây là mình cuốn tay nè. Tay Shima nè anh em. Ô thằng này không phải, thằng này em xin lỗi, thằng này của Shinwa. Shinwa là con chim cánh cụt đó anh em, chim cánh cụt là nó chuyên về thước nhiều lắm. Thằng này là của Shinwa, rất là đẹp nha anh em, Shinwa cũng rất là xịn sò nha. Rồi. Combo này 320k nha anh em, 320k. Hoạt động hoàn hảo không lỗi lầm nha. Một bộ đế khoan 307 là 700k nha anh em. Đây. Nó đi gồm những mũi đi kèm 30 mấy mũi đó nha. Xịn không nha anh em. Mũi xịn ha, mũi bãi toàn bộ nha. Đó. 307 là 700k đây. Cái mũi này á, là hiện tại đó là em bỏ vô chưa có đủ. Tại hôm bữa em mua đó là nó có một số mũi dính theo. Rồi em lấy một số mũi nhà của anh của em còn đó. Em bỏ vô chung luôn ha. Thì tổng cộng của nó là được 30 mấy mũi đó. Rồi, ở phía giữa này là bụi á, em chưa vệ sinh thôi. Cái đế này là nó hay lắm nha anh em nè, đế nè, đế từng nè. Đó. Đế mũi phan nè. Nó nè em không? Từ 1.1 cho đến 6.5. Đó. Cho đến 6.1 đến 6 anh em ơi. Nè anh em, 1 đến 6 nè, 1 tu đến 6 nè, da băng nè anh em thấy không? Đế này rất đẹp nha, tại trong này bụi á, rồi nãy á, em làm biến mở mũi phan cho nên em chuỗi nó không có tới. Hiệu của nó là SK nè anh em. Đó, không lỗi lầm nha. Mũi đây là mũi Nhật 100% nha anh em. Nói chung là tiền mũi này không, tính ra mũi chừng là 10.000 bạc à. Đó, rồi cái đế này thí dụ như 300 đi. Thì tổng cộng hết trơn nha, thí dụ thôi nha, tổng cộng hết trơn thì... tính ra mũi khoan này cũng chừng 10.000 mũi à. Đó. Rồi combo này là 700k nha anh em. Ok không lỗi lầm nha. Ngoại hình như clip nè anh em xem kỹ nha. Mũi khoan là ok hết nha anh em. Có một số mũi thì cái mũi nó có đã qua sử dụng rồi. Nên anh em về muốn xài ngon thì mài nhẹ lên cái ha. Mũi bãi chầm chầm á. 307 700k. 308 thì cái này thì nó hơi xấu nha, để giá hữu nghị anh em dùng luôn. Một cây kéo bếp của Mỹ nè, nhưng mà cái thân của nó bị hoen nha. Nó thép trắng nhưng mà nó vẫn bị hoen nha anh em, chứ không phải là không bị nha. Có nghĩa là nó bị gỗ á, nó bị gỗ á, rồi nó mất thịt luôn. Nói chung ngoại hình này kia, rồi độ bén này kia cũng còn được lắm. Mà cái này anh em mà về xài những việc khác ngoài việc bếp á, nó rất là bén nha. Thằng này nó ưu điểm nó rất là bén á. Cái này thì bình thường nó cũng còn khá bén nha anh em. Anh em giờ muốn bén thì mài thêm, lưu ý giùm em nha. Là độ bén nó cũng còn trung bình thôi nè, anh em thấy không? Nó cắt hơi sượng nhẹ nha, lưu ý giùm em nha. Đó. Đây, anh em thấy không? Thì là nó hơi sượng nhẹ nha, lưu ý giùm em để trong khi về cái nói sao cắt không được bén không. Này muốn bén hơn nữa anh em về mài nhẹ giùm em cái ha. Rồi 308 130k. 309 này là một cái cắt ton. Nói chung này xài được nhiều việc lắm anh em ơi, cắt ton, cắt cành này kia đồ á, ok lắm. Lưỡi đẹp nha. Nhưng mà những cái dòng mà nó dạt xéo gì đó là đa số là nó cắt ton mỏng nha anh em. Nó có găng cưa chống trượt nè. Đó. Lưỡi là không lỗi lầm nha, cắt rất là bén nha anh em nè. Anh em thấy không? Đó, anh em lưu ý giùm em nha, cắt ton mỏng nha. Độ bén còn rất là cao nha. Hàng nội địa không anh thấy em thấy không? Rồi đem đo chiều dài anh em tham khảo. Cái này anh em cắt cành cũng được nè. Tổng chiều dài của nó là khoảng 22cm. Cái cán thì nó có cắn chút ít nha anh em. 309 170k. 310 á, 200k.
một cây bằng cào chưa bắt giới nha. Cây này thì còn đẹp, không lỗi lầm nha anh em. Thép trắng toàn bộ nha. Cái cán thì nó có sự tí, nhưng không đáng kể nha anh em. Còn lại đó là bộ xẻng nè. Bộ này là thép trắng luôn, đẹp luôn, nhưng mà nó bị mắc cán. Đó thì em để giá hữu nghị về cho anh em làm cán lại dùng ha. Đó. Rồi combo này 200k. Thép trắng toàn bộ nha anh em, thép trắng toàn bộ nha, tablet hết trơn nè. Đó. Cái cây bằng cào này cái chữ nó đẹp lắm. Cái này thì cặp này thì nó hư cán, cái này còn cán còn anh em về làm cán xài ha. Đó. 3 10 200k. Ba 300 50k một cây cảo lò xo. Đó, anh em xài cho ca ga này kia đồ ok lắm nha. Ca ga xe hơi này kia đồ đó. Hoặc là anh em những xài những cái môi trường nào mình cứ tiếp xúc lò xo nhiều á. Đó. Cái cảo này lâu lâu mới gặp được cây xe lớn gì anh em, thường thường đa số nó xây ngắn khoảng vậy không à. Lâu lâu mới gặp được cây dài ha. Rồi để em đo kích thước cho anh em tham khảo ha. Tổng chiều dài của cái ti này đó là nó khoảng 37 cm. Đó. Cái hàm mở ngang của nó thì chắc khoảng hơn 8 cm chút xíu nha anh em. Đó, đây anh em nè. Găng còn rất là đẹp nha. Cái này mình xài chìa khóa để em coi nha. Đây anh em. Đó, anh em xài được luôn cần tự động 1/2 á. Anh em xài thao tác cho nó nhanh ha. Rồi cái này á, cái lỗ này thì chắc cái này chắc khoảng 21 anh em. 21 á. Ở trong này đó là nó sẽ cần. Ở ngoài là xài chìa khóa nè, chìa khóa này khoảng 21 á. Rồi mã 311 350k một cây cảo lò xo ha. 312. 312 là một cái cây Eto nha anh em. Đó. Cây này thì ngoại hình nó cũng dạng trung bình thôi anh em ơi. Đó, miệng của nó thì hơi hoen rồi nha. Thì nó cũng có một lỗi đây nè. Nó bị bể cái miếng thịt ở đây nè. Nó chỉ bị bể miếng thịt thôi nha, chứ nó không có lỗi về, không có lỗi về công năng nha, không có lỗi về ốc nha. Nó chỉ bể miếng thịt này thôi. Thì em bể miếng thịt này, chứ ngoại hình nó thì cũng còn trung bình thôi. Em để giá hữu nghị cho anh em dùng ha. Cái này nếu mà đẹp thì tầm khoảng 1,3 triệu, 1,4 triệu. Đó. Cái này em để 790 ngàn thôi. Thì nói chung lỗi thì mình mua ở bãi nó cũng rẻ ha. Đó. Cái hàm này chắc hàm 80 nha anh em. Đây nó có số chữ đây nè. Đó. Còn cái thằng chỗ này thì nó không có nha anh em. Nhưng mà em bao với anh em là hàng 700 nha. Cái này nó cân nặng là khoảng gần 7 kg á. Gần 7 kg á. Nè, cái hàm của nó nè, anh em coi kỹ giùm em cái hàm nha. Mấy thằng dòng cốt vuông này mở nó ra chắc khoảng được cỡ tấc 2 á. Hàm này chắc hàm 80 quá anh em ơi, để em đo cái hàm đó nha. Tại nặng quá, cầm trên tay nó cũng hơi mỏi á. Hàm 95. Hàm 90 93 á. Hàm này hàm 93 luôn đó anh em. Đó, giá này là quá hữu nghị luôn đó anh em. Rồi, mã 312 790k. Đó, anh em thấy miếng thịt dưới không? Nó bị bể chỗ đó đó nha. Cái miếng này là không ảnh hưởng gì tới công năng cái Eto chứ. Rồi cặp này là em không biết công dụng luôn nha. Đó. Anh em nào thấy phù hợp với mình thì chốt ha, chứ còn em thì không biết công năng nha. 313 350k cho cặp này nha. Đó. Cây này nó rất hoàn hảo nha, em lấy một cây mô tả nha. Chỗ này nó cắn nhẹ tí xíu không đáng kể nha anh em. Còn rất là đẹp luôn nè. Nó hiệu Zita A gì nè. Đó. Cái này y như nó kẹp vô một cái vật nào đó anh em. Nó hiệu đây đó nè. Da băng nè. Ống này mở ra nè, phải không? Đẩy vô. Nó đẩy vô đầu nó cứng lại nè. Ở đây nó có cự, nó có cái con chốt chịu lại nè ha. Kéo ra đẩy vô. Đó. Thì anh em thấy cái nào phù hợp với mình á thì mình chốt ha. Chứ còn công năng thì em không gõ cái này ai. Nó có một cái lưỡi gà phía này nữa nè. Đó. Rồi để em đo chiều dài anh em tham khảo nha. Chiều dài toàn thân thì nó khoảng 23.5 cm. Chiều dài của thanh tròn này thì nó khoảng 16.5. Đó. 313 350k. 314
314 là một hộp dích quét sale đó, 200k hộp dích đa năng quét sale nha anh em. Hộp này còn khá đẹp, liền lạc nha, đủ đồ nha đó, anh em thấy không. Rồi mở ra cho anh em tham khảo nha. Cán zin toàn bộ luôn, đốt vô vậy nè anh em. Đó. Thì nó pH 1 và pH 2 đầy đủ nha anh em. Hộp này nó cũng tương tương đối lớn á, không đến nỗi nhỏ lắm nha. Rồi đem đo anh em tham khảo nha. Chiều ngang của nó là khoảng 14. Chiều cao luôn hộp là khoảng 14.5. Rồi mã 2314 200k. 315 là một cặp kéo bướm nha. Ngoại hình thì cũng dạng như trung bình khá thôi. Đó nên em để giá hữu nghĩa cho anh em dùng nha, nhưng mà chữ nghĩa rõ ràng nha anh em. Cái này á, cặp này thì nó có mài nhẹ nha anh em, nó có mài nhẹ tí xíu ha. Anh em muốn bán hơn thì anh em về mài thêm dùm em cái ha. Đó. Mấy cây này anh em xài gia đình ngon lắm anh em ơi. Cắt này cắt kia đồ im lắm. Đó anh em thấy không? Độ bén của nó thì cũng còn đỡ đỡ thôi nha. Anh em muốn bán thêm thì về mài thêm, muốn ngon nữa thì đi ra thợ nó mài nó khoảng 5-7 ngàn cây bán lắm. Đó. Rồi thôi để em đo kích thước đi rồi em test nhẹ cho anh em tham khảo ha. Tổng chiều dài cây lớn này là khoảng 18.5. Mỏ này mỏ dài nha anh em, xài cũng êm lắm nha anh em, mỏ dài này cũng giá trị lắm á. Cây này khoảng 17.5. Rồi để em kiếm gì em thử cho anh em xem ha. Đó, anh em thấy không, nó hơi lục một tí nè, đó đó, nó hơi lục một tí nè, cắt giặt mỏng nó hơi lục một tí nha, giặt dày dày thì cắt cũng còn đỡ lắm. Cái này thì còn bén nè. Rồi để em cắt giặt lớn thử coi, dây điện này thì nói chung mấy này dây điện ok rồi. Ôi thằng này cắt giặt lớn cũng còn yêu lắm anh em ơi. Đó. 315 170k. 316, 316 là một cái eto nhôm. Thì nói chung cây này cái miệng thì nó hơi nhâm nhẹ tí nha. Đó, 160k thôi, cây này nếu mà không nhâm thì tầm khoảng 180-200 ha. Nó nhâm nhẹ tí xíu mà không đáng kể nha anh em. Eto nhôm mini nha. Lưu ý giùm em nó mini chút xíu à. Rồi, bây giờ em mở hết ốc ra em đo anh em tham khảo nha. Cái miệng mở tối đa đó thì nó khoảng chắc 1.7 cm, bề ngang của nó thì chắc khoảng 3.7 nha. Đó. Cái giặt vuông mà nó kẹp được nó thì chắc khoảng 3 cm anh em. Rồi ngoại hình nè anh em, nó cái miệng này thì nó có nhâm nhẹ nha, mà nói chung xài là rất là ok, không lỗi lầm gì hết. Đồ nhôm á, mà bên bển nó kẹp ẩu á, thì nó bị chạy xước cái miệng là chỉ bình thường hết anh em. Đó anh em thấy không? Đó. 160k. 316. 37 này đó là một cái khoan ha, một cái khoan boss nè, một cái đầu boss, phan boss á, đầu chuyển á. Từ phan gài sang phan thường ha. Đầu này là đầu autolock nha anh em. Đây anh em, nó kẹp được khoảng 13 ly nè. Nó kẹp từ 2 ly rưỡi đến 13 ly nè. Anh em thấy không nè, boss của Đức nha anh em. Đó, ngoại hình còn khá đẹp nha. Anh em phá nè phải không, đây, đây, cho nó cứng vô phải không. Đó, đó anh em gì là cứng ngắc rồi nè. Bắt đầu kéo xuống. Giờ mở ra nè. Đó anh em thấy không nè, mở ra nè, phải không? Rồi khi dặn sát vô, nó tự khóa luôn nha. Anh em dặn mạnh qua nha nè. Đó, nó kêu cái cọc vậy là rồi phá rồi đó. Auto lock nha, này auto lock nha, nó xài luôn được trái khế á. 317 300k. Tám là một cây dao khâu sừng ha. Một cây dao khâu sừng 150k.
Cây này thì cái lưỡi nó hơi đen nhưng mà tổng thể là nó còn liền lạc cho anh em. Chữ nghĩa rõ ràng nè anh em thấy không, nó có chữ đàng hoàng nha. Lưỡi còn bén luôn á anh em. Khâu là khâu đồng chú lộn, nãy em nó khâu sừng, em nó nhầm ha. Khâu đồng. Khâu đồng, cán gỗ. Lưỡi đẹp, không lỗi lầm nha. Lưỡi còn bén nha anh em. Đó. Chữ nghĩa đầy đủ nha anh em, đây. Lưỡi bén luôn á. 318 150k. 319 đây là một con dao gọt giấy nha. Cái con dao gọt giấy này nó lấy lưỡi tự động nha anh em. 200k. Cái này cầm rất là im tay nha. Này là thân nhôm nè. Đó, thân nhôm. Sạch đẹp lắm nha anh em. Ốc khóa đầy đủ nha. Rồi đây, công năng của nó là anh em phải không? Anh em xài gì phải không? Kéo ra kéo vô là tự động khóa hết nha. Thằng này nói chung là tự động hoàn toàn á. Rồi phá ốc lại. Ốc này là phá găng ngược nha anh em. Nhưng mà ốc này nói chung cũng ít ai dùng tới lắm, tại nó làm cho đủ đồ thôi. Đó, rồi. Bắt đầu mình xài ha. Khi mình xài cái lưỡi mà nó mòn nó cũ rồi đó, kéo ra tới đây. Bỏ ra. Đúng không? Bỏ ra. Xài lưỡi mới đúng không? Kéo vô. Rồi ra lưỡi mới. Rồi xong phải không? Tới thay lưỡi nha, tới thay lưỡi. Thì hiện tại trong đây nó còn đâu 4-5 lưỡi gì đó, em để chung cho anh em luôn ha. Thay lưỡi phải không? Mở khóa này lên. Kéo cái guộc ra. Nhét lưỡi vô đây nè anh em. Thì cái lưỡi này nó bị xét này nha. Đó. Nó còn tổng cộng chắc một bộ này chắc khoảng 5 lưỡi á. 4 lưỡi 5 lưỡi gì á. Đó anh em thấy không? Rồi thay xong phải không? Nhét vô đây. Bóp nút này lại. Đó. Rồi. Lấy lưỡi này ra. Xài lưỡi mới đúng không? Đẩy vô, tiếp tục. Đó. Ngoại hình còn đẹp không lỗi lầm nha anh em. Nói chung cái này anh em xài nhà đồ tiện lắm, nó cầm đầm tay lắm, nó thân kim loại á nên nó nặng dày dặn lắm. 319 200k. 320. 320 là 250k. Một cây dòi lavabo anh em, cây dòi lavabo. Đó. Thằng này thì nó dặn núm trái khế nha. Thì nói chung núm trái khế hay núm tam giác này, núm tròn này đều như nhau hết nha anh em. Nhưng mà nó làm cái mô đen thôi. Tô tô luôn nè anh em. Đó, tô tô luôn nè. Ngoại hình cũng còn khá lắm nha. Đã qua sử dụng nha. Gang 21 thông dụng Việt Nam. Đó. Còn vấn đề đồ cũ nước nâu em đều bao hết nha. Em bao nước 100% hết. Những phụ tùng thay thế em gần như đều có hết. Đó. Thí dụ như những anh em nào mà mua mấy cái này bên em á, xài sau này á, nó có trục chặt hay là nó có hư hao gì đó, anh em cứ nhắn em ha. Rồi em sẽ tìm phụ tùng thay thế cho anh em ha. Chiều cao nè anh em. Chiều cao cái phần bây giờ cái phần của thân đi ha, là khoảng 8 cm. Cái phần gang này đó là khoảng 5.5. Rồi em đo cái lòng này nè, để anh em hình dung ra được mình lắp nha. Đó. Khoảng 8 cm nha anh em. Nó là chất liệu đồng thau 100% nha, nên anh em xài bền lắm nha. Đó. Còn nước nôi này kia đồ là em bao hết. Gang 21 thông dụng Việt Nam nha. Rồi mã 320. Bữa nay điện thoại em lấy nét hơi chậm, anh em thông cảm nha. 250k. 321. Cái này nó cũng độc lạ nè. Độc lạ nè anh em. Đó. Đây 321 là 250k. Một cái khoét lỗ nha. Nhưng mà phát lỗ này nó hay hơn cái phát lỗ kia. Là đây, anh em thay mũi được nè. Thay mũi định tâm được. Thay mũi khoét được luôn nha. Cái này là em chưa vệ sinh luôn nè. Tại nó bạc đạn á, nên em không có vệ sinh. Em sợ khi nước nó vô á, nó có cửa bạc đạn luôn nè. Bởi vì anh em xài bền lắm. Khi mà anh em khoét cái lỗ á, định tâm xong phải không? Anh em đẩy lên là nó khoét cái lỗ thạch cao luôn cho anh em nè. Đó. Cái này chắc em nghĩ là nó khoét thạch cao, khoét lao phong á, hoặc là khoét những gỗ mềm á anh em. Đây hiệu của nó nè anh em. Nô 800 nè. Cắt metan. Kajawa. Nè anh em nè, anh em hình dung nha.
nó đẩy nó vô vậy nè. Đó. Nó cái này rồi nó kẹp cái khoan thông thường nha anh em, kẹp khoan thông thường. Bây giờ em đo tổng đường kính nha. Tổng đường kính của nó là khoảng hơn 9 cm á. Thì nó có ưu điểm đó là cái mũi khoan định tâm và cái mũi khoét này đó là đều thay được hết nha anh em. Đều thay được hết nên anh em xài nó rất là yên tâm ha. Đế này là đế nhôm nè, đế nhôm nè. Đó, hoặc là anh em mua về sưu tầm cũng được. Mấy này nó hơi lạ lạ, lâu lâu mới có một cái. 321 250k, 322 là một cây cắt tàn. Đó, cắt tàn của AGS. Cây này là phải nói là cực kỳ đẹp luôn. 400k nha anh em. Anh em nhìn cái lưỡi nè. Cái này anh em mua về sưu tầm cũng được đó. Lưu ý giùm em, đã qua sử dụng nhưng mà nó sử dụng lướt thôi, nên cái chỗ này nè nó dính là dính nhựa đó nha, nhựa cây á. Em không có chùi rửa vô luôn, em chỉ chùi dầu nhẹ thôi. Em không có quýnh cước luôn, em quýnh cước sợ nhầm khi nó bị mòn cái độ bén á uổng. Em chỉ chùi dầu thôi. Nó nên nó còn dính là nhựa cây đó. Còn lại là đẹp hết, anh em nhìn nó sáng nè. Nó cái mình thịt sớ của nó còn luôn nè anh em. Rồi em cho anh em xem ngoại hình xong rồi bắt đầu em cho anh em xem đo kích thước anh em tham khảo nha. Anh em thấy không, AGS bắt lên da băng nè. Đó, cán bên đây. Cái tem nè, cái tem nó còn luôn nè anh em. Nói chung cây này là tuyệt vời. Đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, mở lửa cho anh em xem nè. Nó cái sớ mà cái sớ kim loại đó, nó còn luôn đó anh em. Đẹp lắm, cây này là xuất sắc luôn đó anh em. Tổng chiều dài là 62.5 cm anh em ha. Rồi mã 322 là 400k nha anh em, 400k. Cái này anh em mua về xài một sưu tầm cũng được, lâu lâu mới có được cây đẹp như vậy á. 323 là 200k. Một cây kìm của Mastership nè. Cái cây này đó là nó đóng bằng laser, cho nên em không có dám vệ sinh. Em sợ vệ sinh mạnh đó, nó bay laser rồi bay mất tiêu cái hiệu á. 323 là 200k. Cái này thì ưu điểm của nó là nó một cái kìm cộng lực nha anh em, kìm cộng lực nha. Đó, găng đẹp, lưỡi cắt đẹp. Nó là kìm cộng lực, cán đó là cao su mềm chống trượt nha. Kìm cộng lực nên anh em xài nó mạnh mẽ lắm. Cái này anh em về vệ sinh giùm em này thêm ha. Tại em không dám vệ sinh mạnh, em sợ nó bay cái chữ á. Cái này tổng chiều dài của nó là khoảng 18 cm nha anh em. Đó. Ngoại hình thì nó hơi đen chút nhưng mà chức năng và độ chức năng và không lỗi lầm nha, chức năng là ok, không lỗi lầm nha anh em thấy không? Găng miệng đẹp không? Đó. Không mẻ nha. 323 200k. 324 là một cặp cưa cắt cành ha. Nói chung ngoại hình cũng còn khá nha anh em. Để giá hữu nghị anh em dùng luôn, 160k cho cặp này nha. Cái này lưỡi á, thì nó hơi bị cắn ở đây nè, nhưng mà lưỡi còn khá đẹp nha, lưỡi thép trắng luôn nè. Nó phá bọc này kia luôn cũng khá ok nha nè. Nó lúc bóp này kia còn ok hết. Rồi cây thứ hai, cây thứ hai thì nằm bãi, cái lưỡi nó hơi đen nhưng mà độ bén nó cũng còn rất là ok nha, không lỗi lầm về găng nha anh em. Nè. Rồi. Tổng chiều dài của cặp này á nó khoảng 25 cm nha anh em. Tính ra cưa này cũng hơi cưa là hơi lớn lớn á. Ba hai bốn 160k. Nói chung mình mua cặp này về mình xài những việc linh tinh kia cũng ngại lắm. 325 160k luôn, một cây cưa sắt nha, cái này là cây cưa sắt nha. Có cái hiệu đây nè anh em nhưng mà nó bị chóc rồi. Nó bị chóc rồi. Đó. Đã qua sử dụng nha nhưng mà găng là còn đẹp nha anh em. Em không có vệ sinh gì hết, em mới chùi dầu không à. Đó. Đây cây cưa sắt nè, anh em xài cây này phải không? Nó ngon lắm nha. Anh em xài cưa sắt một thời gian, lưỡi nó cùng anh em mài, anh em làm
hoặc là anh em sửa lại cây cưa kia cũng được nữa, hoặc là anh em mài làm một cây dao. Nó cưa sắt này là cưa sắt nha anh em. Hồi này xây chắc 24 á, ngoại hình anh em cán nè ha. Đó. Tại thường thường đa số mẫu cưa sắt là mẫu này nhiều lắm, cưa sắt ship á. Cái lưỡi này đó là tới lỗ tâm luôn là nó khoảng 25 cm. 325 160k nha, 160k. 326 là một cây ghép cành của Alpha nè. Cái cây này đó thì hiện tại bây giờ nó rất là dơ, em không dám vệ sinh, lý do là cái chữ nó nằm đây nè anh em. Em mà quýnh cước ra là nó bay mất tiêu luôn ha. Đó. Em để gì nè, cho anh em nhìn thấy là nó có chữ nha. Trên này nó có đóng chữ nữa nè. Trên này nó có đóng nữa nè. Đó. Cái này là thép trắng nha anh em. Thằng này ưu điểm của nó là nó giác hai mặt nè. Nó giác hai mặt nha. Đó, bởi vì nó độ bén hiện tại bây giờ nó còn khoảng 70% thôi, anh em về vệ sinh xong anh em mài lại giùm em cái. Ưu điểm thứ hai là cái này nó cái nắp nó hít 500 nè. Anh em đưa vô là nó hít nè, phải không? Để vô gì là không bao giờ rớt. Và nó là xây lớn nha. Này anh em về vệ sinh giùm em cái, tại em chưa vệ sinh em sợ nó mắc cái chữ á. Rồi, em đo cho anh em tham khảo nha. Mẫu này là lâu lâu mới gặp được cây á. Tổng chiều dài là khoảng 24.5. Cái phần cán nhựa là khoảng 13.5. Cái phần lưỡi á, là khoảng 10. Là đến cái này xe lớn nha anh em. Bắt đầu để em đo cái độ dày, độ cao nhất của nó, độ cao nhất của nó là gần 3 cm. Đó, anh em thấy cục 500 đây không? Hay lắm nha. Đấy, xong, không bao giờ gớt. Đẩy vô. Ghiên của nó vậy luôn. Rồi, 326 160k, hàng này tương đối hàng độc đó anh em. 327 là 220k một cái cần tự động của Mitoloy. Cần này thì nó mạ nha. Nó mạ dạng như mạ chì á anh em. Nên nó đen đen lì lì gì đó. Đó anh em thấy không? Đó. Mitoloy 1/2 nha anh em, xây 25 nha. Cái đầu khẩu này là khẩu 19 nè. Nó còn cái cần phía bên đây là 1/2 nha. Cây này còn rất là đẹp nha anh em. Tại nó mạ chì á nên anh em nhìn nó hơi lì lì thôi chứ cây này nó còn liền đẹp lắm. Nó hai dòng, một dòng là mạ chrome, hai là dòng mạ chì. Mạ chì như cam xe Honda vậy đó anh em. Rồi, 327 220k 1/2. Khẩu số 19 ha, tổng chiều dài 250. 328 là một cặp cưa, cặp này cũng khá độc nha anh em. Đây cây trên cùng này đó là cưa ship có khóa nha. Đó. 328 này là 240k. Cây trên cùng đây anh em thấy không? Nè lưỡi còn rất là đẹp nha, phá nè. Phá nè anh em, phá nè anh em thấy không? Đó. Lưỡi còn đẹp và bén nha, thằng này thì nó lưỡi to. Độ bén nó còn khoảng 80-85% á, còn bén luôn á. Bộ bén này có thể là 80-85-90% luôn á. Đó. Rồi cây thứ hai, cái này mới độc lạ nè anh em. Cây cưa phải không? Mở ra. Đó, nó ship lại vậy nè. Đó. Anh em thấy không? Bắt đầu nó khóa với nhau bằng một cái đồ mở mà kêu bằng sột 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 đó anh em. Đây nè, phá bằng này nè. Anh em bóp lại nó dính nhau á, đó. Rồi, bắt đầu khi mà anh em phá lại gì nó thành nó ra hai mặt lưỡi nè. Đó, anh em thấy không? Độc lạ không? Một bên là lưỡi to, một bên là lưỡi nhuyễn. Găng còn khá đẹp nha anh em, không lỗi lầm nha, không mẻ nha. Đó. Lâu lâu hồi đó giờ mới gặp được cây mẫu này luôn đó anh em. Rồi bây giờ em mở ra rồi em đo chiều dài anh em tham khảo nha. Chiều dài cái lưỡi để cho mình dễ hình dung hết anh em. Chiều dài cái lưỡi này tới lỗ tâm của nó là khoảng hơn 23. Chiều dài cái lưỡi này đó thì nó cũng khoảng độ đó luôn nha anh em. Đó. Năm, độ dày nhất của nó là 5 cm ha. Rồi đọc lại bình dương luôn. Ship lại đẹp lắm, ship lại nó áo nó ôm hai cái lưỡi nè, an toàn lắm. 2328 là 240k cho cặp này nha anh em. 329 này một bộ này thì cũng lâu lâu mới gặp được cái nha. Anh đi ghim điện giùm anh cái.
329 là 400k. Một cây mỏ hàng, một cái đế hàng. Cái đế này là đế để mỏ hàng nha. Anh em về làm cái khay nhẹ đây nè ha. Anh em làm cái khay nhẹ đây nè. Anh em để chì lên rồi nhựa thông đồ lên ha. Anh em thấy không? Đó anh em thấy không? Cháy đèn nè anh em thấy không? Cái lỗ này là lỗ hở chứ không phải là mắc cái nắp nha. Lỗ zin nó là vậy đó. Cái này nó có ưu điểm nè, nó có vỏ nè. Rồi cúp điện đi em, cúp điện mà đi nóng rồi nè. Đây hoạt động ok hoàn hảo nha. Đèn đầy đủ, đèn tín hiệu đầy đủ nè. Anh em dặn vô đây phải không? Làm cái tay cầm rất là dễ nha. Tay cầm súng. Dặn vô đây. Tay cầm thẳng. Thằng này là hiệu good. Bữa nay điện thoại em đây nét chậm quá anh em ơi. Đó, good 30W. Rồi anh em xài xong, anh em đậy nắp lại. Đó. Anh em thấy không? Ok không? Thẩm mỹ an toàn ha. Chút xíu. Rồi, nguyên combo vậy nha anh em. Nguyên combo vậy nha, 400k nha. Đó. Anh em lưu ý giùm em. Mở hàng 100W nha. 100W 30W. 100W 30W. Những cái đồ điện em bán ra đây là gần như là 100W hết nha anh em. Rồi mã cuối cùng là 330, một cây cưa lọng nha. Cây này á, thì nó có chỉnh gốc nè anh em. Đó. Cây này thì của Ryobi. Ryobi á, thì thương hiệu nó không có nổi tiếng bằng Hitachi và Makita. Nhưng mà bù lại á, cái motor nó xài rất là êm nha anh em. Cây này á, thì nó không có điều tốc. Đó, nên em để giá hữu nghị cho anh em dùng 250k ha. Đó, thông số nè anh em. Cái lưỡi này là lưỡi thông dụng nha. Lưỡi này lưỡi thông dụng nha. Rất là dễ mua ha. 330, 250k. Rồi rút điện đi. Ryobi 100V, 220W. Đó, 3.200 vòng trên phút. Rồi mã cuối cùng một cây cưa lọng ha, 250k, có chỉnh độ góc phía dưới này nè nha anh em. Rồi em xin cảm ơn anh em đã dành thời gian xem clip của em ha. Rồi chào tạm biệt anh em nha.